Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà này rất là gần với trục đường 19 tháng 5 Văn Quán, với cái vị trí đi lại giao thông vô cùng thuận lợi, gần như là trung tâm của quận Hà Đông, đi lên giao lưu với lại Thanh Xuân rất chi là gần. Với cái căn nhà này diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, hướng nhà là hướng Tây Bắc, ngõ trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô khoảng tầm 100m, cách với lại trục đường 19 tháng 5 khoảng tầm 400m. Với cái vị trí ngôi nhà này thì không còn một cái điểm gì để chê về xung quanh, tiện ích cơ sở vật chất, giao thông, mọi cái đều rất ok. Và hiện tại với căn nhà giá bán 3.900.000.000, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với căn nhà sắp xỉ 4 tỷ ở phố như thế này, diện tích chỉ có 30m² thì thiết kế như thế nào? Với cái phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa gỗ kính. Ở đây dự án này thì có 3 căn đã bán, 2 chỉ còn duy nhất 1 căn, giá bán 3.900.000.000 quý vị nhé. Và đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Đây, ngoài anh sẽ review từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Với phần tầng 1, thiết kế chỉn chu, đầy đủ phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh cho quý vị. Với không gian phòng khách đây, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Với tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trắng, trần phào thạch cao, chủ nhà đã làm đầy đủ hết cho mình rồi. Đây là cái phần không gian phòng khách này. Thì chủ nhà ốp vách PVC, đó mọi người ơi. Nó là nhựa giả đá mọi người nhá, nhưng mà nhìn nó cũng rất là đẹp, độ bền của nó cũng tương đối là lâu. Tất cả sổ đỏ đều chuẩn chỉnh, quý vị yên tâm. Sổ đỏ vuông vắn không lỗi, phong thủy. Với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng ở cái phần phòng khách. Chủ nhà có tặng luôn cho mình một chiếc quạt trần, hồ sơ điện, hồ sơ nước. Nói chung là cái căn nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp này, xinh xắn, hợp lý, chữ L nhỏ nhắn. Với cái tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ MDF chống cong vênh, độ bền từ 10 đến 15 năm. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304, vòi rửa, chậu rửa này đều đã được xong hết rồi. Mặt bếp ốp đá granite và xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp quý vị ạ. Ngoài ra ở phần tầng 1 chủ nhà có thiết kế thêm một phòng vệ sinh nữa. Đây, phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 1 của ngôi nhà, đầy đủ 4 cầu vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đấy, nói chung tổng quan Ngọc Ánh quay review cụ thể đường, hướng, giá, vị trí cho quý vị. Hầu như là mọi người đã biết nó ở đâu rồi. Với cái phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách thì chủ nhà có lắp cho mình một cái vách CNC ở đây. Này, hợp lý đúng không ạ? Với cái không gian nhỏ ở nhà phố mà mọi người, cho nên là nếu như để mà nó thiết kế 50-60m thì cái giá trị của nó rất là cao, cái giá ngôi nhà rất là cao. Cho nên chủ nhà chỉ thiết kế tối ưu công năng sử dụng cho thôi. Còn nếu như để nói hoàn hảo thì nó không phải hoàn hảo mọi người ạ. Nếu mà hoàn hảo ai cũng thích rằng là phải mặt tiền 5, dài 10, diện tích từ 50m trở lên, phòng khách, phòng bếp riêng biệt, rồi là mọi cái, rồi là phải gara ô tô này, hoặc là có thể kinh doanh, thì cái đấy là tùy cái công năng, mục đích cũng như cái nhu cầu của mỗi người. Còn những cái sản phẩm Ngọc Ánh đưa ra và bán cho quý vị 100% chỉ cam đoan với quý vị, thứ nhất là về cái giá bán là giá từ chủ đầu tư, thứ hai, sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh, thứ ba, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, và thứ tư, bán nhà theo đúng như hiện trạng Ngọc Ánh quay, có thế thôi. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và trên phía cái ngôi nhà này thiết kế tối ưu công năng như thế nào, tầng 2, 3 và 4 thiết kế giống hệt nhau, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Trong phòng ngủ được thiết kế khá là chỉn chu, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Đây, thực tế sàn gỗ. Hướng của căn nhà này là hướng Tây Bắc, tuy nhiên thực tế luôn ở phía trước nhà đây mọi người ạ, là đã có nhà chắn rồi, cho nên không quá nóng nhá. Quý vị có thể tham khảo từ cái kênh Nhà Tốt của Ngọc Ánh, 100% giá bán này, vị trí này, đường ngõ này, gần như là Ngọc Ánh đã nói chia sẻ nó chuẩn đến tới 95% rồi đấy mọi người ạ. Mọi người chỉ việc đi xem ưng vị trí nào thì mọi người đi xem thôi. Đây là phòng vệ sinh ở tầng 2, sử dụng cho phòng ngủ tầng 2. Đây mọi người ơi, phòng vệ sinh đây, thiết kế đầy đủ bồn cầu này,
hệ thống sen cây tắm này, lavabo này, rất là hợp lý đó. Gương này, cửa thông phòng cũng như là cửa nhà vệ sinh, chủ nhà thiết kế toàn bộ ở đây. Nó là cửa lõi thép mọi người ạ, vân gỗ lõi thép nhá. Đó, và mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với 5 tầng của ngôi nhà, thiết kế 3 phòng ngủ, tầng 1 phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống hệt nhau, mỗi một tầng gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh. Như vậy với căn nhà này, lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà là thiết kế 3 phòng ngủ riêng. Rất là thoáng. Đây, ban công ở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Với đầy đủ hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã lắp đặt xong. Quý vị chỉ việc xách vali về và ở được ngay. Đó, 3, 4, 2 đều giống nhau. Phòng vệ sinh giống nhau, rất là rộng. Phòng vệ sinh thiết kế bên trong phòng ngủ quý vị nhé, đầy đủ hệ thống quạt hút mùi. Đó, rồi là bồn cầu, lavabo, nước, mọi cái đều xong hết rồi. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng 5 của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang, hệ thống tay vịn của trụ cầu thang đây mọi người này, thiết kế toàn bộ là gỗ. Và trên phía tầng 5 này, chủ nhà thiết kế như thế này ạ. Ngoài năng lượng ở đây là phần phòng thờ của ngôi nhà quý vị nhé. Đây, và phần còn lại sân phơi rất là rộng. Đây, với cái vị trí phường Văn Quán này thì chia sẻ thật với mọi người luôn, cái công năng sử dụng không nói, nhưng về cái tiện nghi sinh hoạt thì nó quá là đầy đủ luôn. Chợ, trường, phường, trạm, tất cả mọi tiện ích, bệnh viện lớn nhỏ đều xung quanh vị trí này. Từ vị trí này gần với bệnh viện gì ạ? Gần với bệnh viện Đa khoa Hà Đông này, gần với lại bệnh viện Quân y 103 này, gần với bệnh viện Ca Tân Triều này, bệnh viện Bỏng này. Nói chung là đầy đủ hết cho quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết về ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nha Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.